Đi đường không có mắt nhìn à, va phải tôi rồi. Xin lỗi, tôi mới cưa được tổng giám đốc của tập đoàn Lý Thị, quá thật là quá kích động. Không phải chỉ là tổng giám đốc Lý thôi sao, có gì mà phải làm quá lên như vậy? Cô cho rằng cưa được tổng giám đốc Lý dễ như vậy sao? Nếu không cô thử đi. Không phải chỉ là cưa cẩm tổng giám đốc Lý thôi sao? Đổi một bộ trang phục đẹp hơn, tăng điểm sức hút, thèm ngẫu nhiên gặp được. Vậy không phải là đã cưa cẩm thành công rồi sao? Chia tay với đồ nghèo rớt mồng tơi như anh. À, thất bại rồi. Tên nghèo rớt mồng tơi kia thế mà lại là em trai của tổng giám đốc. Đây là trò chơi gì vậy? Sao lại khó thế chứ? Trò chơi này đã mô phỏng cốt truyện công sở một cách chân thực, tăng cấp hoàn toàn dựa vào sự lựa chọn của bạn. Hàng trăm bộ trang phục để bạn phối đồ tùy ý, tổng giám đốc đàn anh để bạn tùy ý cưa cẩm. Dựa vào nhan sắc và tài trí của bạn có thể vượt qua cốt truyện của chương thứ bao nhiêu đây? Mau đến thử đi. Trò chơi bồi dưỡng thăng chức mô phỏng này khác với những trò chơi khác. Trò chơi không nạp tiền, chọn đúng trang phục là có thể thăng chức. Có hàng trăm bộ trang phục để bạn phối đồ tùy ý, nhiều nhánh cốt truyện có thể đu. Chỉ cần có chút bất cẩn là sẽ bị đuổi. Đương nhiên, bạn cũng có thể cưa cẩm nam thần để họ giúp bạn nhanh chóng thăng chức. Trò chơi vui như vậy, bạn còn không mau tải về.